quay mặt qua lên xe ăn củ ấu à. Thôi chào cháu à, bé rồi chơi gì mà bé rồi cháu luôn vậy, ăn ấu ngon lắm đó, ăn bùi bùi ngon hen hả, ngon hen. Bến xe nó ồn mà cố luôn. Nè ấu nè, ấu nè. Nè ấu nè. Ấu mà quay đầu là dính dính vỏ không à. Chụp lại hả? Chụp rồi. Ấu ngon ha. Tròn chai sữa ơi, lấy chai sữa ơi. Sữa sen nè, sữa hạt sen. Đây là sữa, này là sữa hạt sen bà. Đừng lắc, đừng lắc. Bà che luôn. Quay vòng tròn ơi. Đó, bà che luôn. Bà che luôn mới chịu. Ai ấu ngon lột em ấu em ăn đi. Làm thịt gì mà nhai quá nha. Ăn ấu mà lấy giấy luôn rồi. Ngon quá. Không phải cái răng to. Đang hôi. Sao vậy? Sao mà nó đen vậy? Ấu mà. Ấu ấu người ta đâu có đen dữ trời vậy ba. Nè. Đen rồi thấy vừa. Nè nó vừa rồi mà nó sao nó cũng vẫn còn đen. Đây ấu đây. Ấu này mình hầm nó ăn cũng ngon. Đúng rồi. Ngon à. Bồi dưỡng nó rồi bệnh nè. Nè, củ ấu nè. Ngon. Ăn rồi hả? Ừ. Nãy tôi ăn á, khu quạch ấu rồi quên quên. Rồi. Ở to giả mè hường á. Tụi ngon em bánh bao hả Vân? Hả? Cô mà cô có bánh bao hả?